chợ Thủ Đức đây. Cái này ghép được khoảng 1 năm hơn á. Trước là mình bán cái hàng nhỏ này, hàng nhỏ này thì 60.000, 50.000 cũng có xử lý đế nha. Cái này đang nằm trong C6. Một số chú yêu cầu những cái cây mà nó bự bự hơn chút xíu á, về trồng cho nó lẹ ha. Thì ở đây trong cái lô này thì nó có được khoảng 150 cây á, 150 cây đang nằm trong C7 nè. C7 á. C7 này thì tương đương với lại chậu khoảng chậu 1 tấc 8 á. C7 nè, đang nằm C7 á. Đây, cây này thì ghép được hơn 1 năm. Rễ rất là mạnh á. Cái này được ghép vào cái gốc 2 năm á. Mai 2 năm nuôi mới ghép nên gốc nó to, ghép vào phát triển rất là nhanh á. Lần trước là cái lô này á, thì cũng là gốc 2 năm thì nuôi chỉ cần ghép 6 tháng thì bằng những cái cây mà cái gốc 1 năm á. Gốc 1 năm ghép 1 năm. Này, rất là nhanh lớn. Cây rất là khỏe. Đấy, khi mà chúng ta lựa mấy cây mà ghép phôi á, chúng ta lựa mấy gốc mạnh á, cái gốc bứng đó ghép vào thì nó phát triển rất là nhanh á. Còn gốc nhớt mà chúng ta nên lựa những gốc mà ương 2 năm á. Ương 2 năm, dăm 2 năm, cái gốc bự bằng ngón tay út mà chúng ta ghép á, thì nó phát nhanh lắm, chứ mấy gốc bằng đầu đũa ghép nó chậm dữ lắm ha, mà nó cũng khó dính nè. Cũng có xử lý, là xử lý rễ, nói chung là xử lý rễ này cũng không có quan trọng lắm. Khi mà thấy còn nhỏ nó đẹp, chứ mà khi mà xử lý rễ này á, khi mà lớn lên thì nó cũng thành một cục thôi. Quan trọng là trong lúc chúng ta trồng á, chúng ta trồng nơm lên thì mấy cái rễ nó to, sau này thành chân nơm á, rễ bàn ra nó mới đẹp. Cứ chứ mà xử lý rễ mà kiểu rồng rắn á, hoặc là trái bí đâu á, mà chúng ta trồng lấp đất á, hoặc là trồng bằng mặt á, sau này nó cũng không có đẹp lắm. Thời gian đầu thôi, chứ mà cái cây ban đầu nó ngón tay út nè thấy đẹp, bắt đầu ngón tay cái bắt đầu thấy nó tiếp tiếp là ngón chân cái hoặc là cùm tay á, thì nó nở ra thì nó chỉ có một cục như vậy thôi, cũng không có bắt mắt lắm á. Nên rễ ban đầu chúng ta quấn đẹp, chúng ta phải trồng xử lý cho nó đẹp cái nữa. Cái lô này thì bán lẻ là 70.000 cây á, từ 10 cây trở lên là 60.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Đấy, cây cái này rất là to rồi ha. Này, lô này thì chỉ có 150 cây thôi ha. Đây là mình sẽ lựa ra những cái hàng C7 á. C7 này. Cái này thì hàng đôm nó không có cao á. Này ghép hơn 1 năm rồi, đôm cho nó mập thân mập cốt, chứ mà để thì nó cao dữ lắm. Lúc mà chưa đôm xuống thì nó cao dữ lắm ha. Lúc mà chưa đôm nó cao cả 4 tấc 5 tấc á, nhưng mà để vậy không giống ai hết đâu nha, không phải đôm xuống. Đôm xuống nó lùng lùng, cây nó mập, nó phân nhánh rồi ha. Này, gốc này từ ngón tay trở lên hết rồi. Cái phần con này cũng hơi cũ ra, giờ chúng ta thay chậu được. Rễ rất là mạnh nè, thay sang chậu 2 tấc là vừa. Các bạn chắc trồng á, mùa mưa này chúng ta nên trộn thêm cái vỏ trấu á. Vỏ trấu trộn nhiều nhiều vô. Chắc trồng thích hợp là chúng ta trộn một sơ dừa, một vỏ trấu và một cát ha, mà cho nó rõ nước cho tốt, rễ nó đâm mạnh á. Cứ đều đều khoảng 2 tuần á, tưới phân loãng một lần. Đó, hàng mai giống này chúng ta có thể tưới là NPK số đầu cao á, với liều lượng là 1 muỗng canh, pha 20 lít nước tưới và cho khoảng là 100 cái cây này. 100 cái cây này thì khoảng 1 muỗng canh nhỏ thôi ha. Cứ đều đều. 1 muỗng NPK cộng với 1 muỗng dưỡng rễ á, cứ tưới đều đều hoài á. Rồi, đây là cái lô còn có khoảng 150 cây à. Còn cái này thì vẫn giá cũ á. Giá cũ là 60.000 một cây bán lẻ ha. Là 50.000 trên 10 cây. Nói chung là cũng tương tương với nhau à. Cái này thì nó nhỏ hơn, cái này thì mà chỉ mới ghép 6 tháng rồi. Còn cái này là ghép trên 1 năm á. Trên 1 năm. Những cái thùng C7 này nè. Ghép trên 1 năm á. Đấy, những cái ghép cái đợt trước nè, cái hàng ghép mà có bấm đôm trước trên 1 năm nè, cây rất là to luôn ha. Đó. Cái này thích hợp về trồng đất cũng được ha. Trồng đất thì chúng ta phải đắp mô á. Còn trồng chậu chúng ta cũng phải trồng cho nó cao cao lên, để sau này nó nơm rễ đẹp. Cây nhỏ này trồng chậu thì trồng chậu nhỏ thôi, chứ đừng nên trồng chậu bự. Sau này khi cây nó lớn là chúng ta thay chậu từ từ. Chứ mà trồng chậu bự nó dễ bị ôi nước lắm.
Rồi, mai vỏ Thủ Đức là cái giống truyền thống hồi nào bây giờ á. Cái giống này thì đa phần đi chợ á, đi chợ chúng ta thấy những cái cây mà người ta bán á, là cái giống này nè. Này, trong triển lãm đâu á, trong triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh đó, đa phần người ta triển lãm cái giống này. Mai vỏ Thủ Đức nè, năm 2010 á, có cái vỏ Thủ Đức nở rất là đẹp á. Cây Thủ Đức đó là 7-8 thân gì đó, là người ta trồng nó có cái 7-8 thân á. Chúng ta có thể làm ý tưởng là chúng ta ghép 3-4 cây về trồng lại nha, nó nở cũng rực vậy đó. Cái giống này thì chúng ta muốn nở đạt ha, giống Thủ Đức nó riêng và những loại mai vàng khác nói chung á, chúng ta phải bấm chặn thường xuyên để cho cái cây nó như nó lùng lực á, nó già cây, nó không có đừng để nhánh, đừng để nhánh nhóc nhiều quá, nhánh nhóc nhiều quá bông dở ẹt à. Bấm chặn tới gần tới ngày đặt lá, chúng ta bấm thúc mấy đầu cành này vô. Có mấy cái nụ á, một nụ thì để ra 3-4 bông, còn hơn là 3-4 bông mà chỉ ra một bông qua ha. Đây. Còn hơn là 3-4 nụ mà chỉ ra một bông thôi, mà bông không nên thân nên dáng vậy thôi nha. Phải bấm chặn. Rồi, kết video mời mọi người xem hình ảnh cái cây mai Thủ Đức năm 2010 á, cây mai đặt dãy vàng. Đây, cây này thì được rất nhiều anh nhiều chú yêu thích cái dòng này. Giống mai vỏ Thủ Đức ha. Nở rất là sai luôn. Với điều kiện chúng ta nuôi cây chúng ta phải bấm chặn nha, phải bấm chặn gom cành lại thì nó mà nở mới đạt được, còn để thả thật thật không thì nó nở dở ẹt à. Rồi, xin chào. Này, cái lô nhỏ này thì còn khoảng là 500 cây nha, 500 cây nhỏ thế này. Này, cái lô này mình đăng ngày 18 tháng 6 á, thì lô nhỏ này còn khoảng 500 cây, còn lô lớn thì còn có 150 cây nha, mình lựa ra trong cái đám lớn nè. Khi này chúng ta nhận cây về nó để trong mát á, khoảng 4-5 ngày gì đó cho nó tỉnh nó quen nha, với lại cái tinh đi nắng á, rồi chúng ta mới đem trồng xuống đất hoặc là trồng ra chậu á. Thời gian đầu thì chỉ xà dưỡng rễ thôi, khi nào chúng ta trồng khoảng 2 tuần á, 2 tuần đến 3 tuần cây nó bắt đất nó bung đọt ra thế này á, chúng ta mới cho NPK với lại phân hữu cơ vô. Còn thời gian đầu là khi mình nó chưa có bắt phân á, chưa rễ nó chưa có ra được á, thì chúng ta chỉ cho dưỡng rễ thôi ha. Đều đều hết nè. Đây là hàng chậu C7 á, C7. Cây ghép trên một mùa, khoảng một mùa rưỡi á, năm rưỡi á.